Hello, chào anh chị và các bạn. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái bí mật trong một cái thương vụ giao dịch trong những ngày gần đây mà anh chị và các bạn đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì đều thấy, đó là cái thương vụ tăng mạnh của cổ phiếu công thương CTG. CTG đã có một cái mức tăng khá là ấn tượng trong những ngày gần đây, từ mốc là khoảng 21 mà hiện nay thì đã đang giao dịch ở cái vùng 27.5 tới 28. Lý do nào khiến cho công thương, một trong những cái cổ phiếu ngân hàng được cho là có vốn hóa cực kỳ lớn, lại có thể tăng rất là mạnh như vậy trong cái thời gian ngắn? Thưa với anh chị và các bạn thì bí mật hôm nay Thắng ơi sẽ xin được phân tích dựa trên những cái cơ sở dữ liệu mà Thắng thu thập được để giúp anh chị và các bạn có thể có một cái góc nhìn tổng quan hơn về việc tâm lý giao dịch cũng như các cái hành vi giao dịch trong đầu tư chứng khoán. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là cái câu chuyện ICF bán ra 57 triệu cổ phiếu Vietinbank thu về 1.200 tỷ đồng vào ngày 19 tháng 11 năm 2019. Thực ra cái thương vụ này được giao dịch vào ngày 17 tháng 11 năm 2019 và giao dịch bằng cái hình thức đó là giao dịch thỏa thuận. Câu chuyện giao dịch thỏa thuận thì liên quan gì tới cái câu chuyện là giá của cổ phiếu công thương tăng giá? Các nhà đầu tư nước ngoài khi mà tham gia đầu tư, cả đầu tư chiến lược và cả đầu tư để ăn chênh lệch giá trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều mua gom cổ phiếu cũng như là bán ra cổ phiếu bằng rất nhiều hình thức. Một trong hai hình thức cơ bản nhất đó là trực tiếp mua trên sàn hoặc là thông qua một cái đại lý trung gian để mua hộ, thu hộ và chi hộ. Hình thức thứ nhất thì bởi vì trên sàn chứng khoán hiển thị bên cái cột mua bán của khối ngoại, thì khi khối ngoại trực tiếp mua trên sàn thì hàng ngày số lượng mua dòng của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hiển thị. Do đó thì cái câu chuyện là mua dòng thì không vấn đề, bởi vì hoàn toàn có thể hiển thị cái cột mua để thấy được rằng là nhà đầu tư nước ngoài đang thực sự quan tâm đến doanh nghiệp nào, cổ phiếu nào. Nhưng mà khi thoái vốn, khi bán ra, nếu như vẫn là bán trực tiếp lên trên sàn thì cổ phiếu sẽ được hiển thị cột mua bán dòng của khối ngoại. Nếu như không có nhà đầu tư khối ngoại nào mua lại cái phần thoái vốn thì sẽ hiển thị trên cổ phiếu trên sàn là cái phần khối ngoại mua bán sẽ liên tục có bán dòng của nhà đầu tư nước ngoài. Với việc ICF bán ra 57 triệu cổ phiếu trong một cái khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là cái khoảng thời gian khoảng tháng 11 và tháng 12 năm 2020 là một trong những cái khoảng thời gian thị trường khá là yếu mà lại bán dòng liên tục, thì chắc chắn công thương sẽ là một trong những cái cổ phiếu mà bị gọi là giảm rất là sâu và không thực hiện thành công cái thương vụ thoái vốn một phần của ICF. ICF thì là một trong những cái cổ đông lớn của ngân hàng công thương và nắm một cái tỷ lệ cổ phần rất là lớn. Sau khi bán đi 57 triệu cổ phiếu thì hiện nay ICF Capital vẫn nắm 3,25% tại cổ phần tại công thương, chỉ sau ngân hàng nhà nước Việt Nam và The Bank của Tokyo, tức là một cái ngân hàng của Nhật Bản là hiện nay đang nắm 19,73%, và ngân hàng nhà nước Việt Nam thì nắm 64,46%. Sau đó thì đến ICF. ICF thì nắm cả ở quỹ đầu tư cấp vốn ICF LP và quỹ đầu tư ICF Capital. Thì như vậy là khi mà thoái tới 57 triệu cổ phiếu, chúng ta quay lại với câu chuyện nếu như cứ táng thẳng trên sàn thì chắc chắn sẽ không có cầu mua và hiển thị cái khối lượng gọi là bán dòng. Vậy thì cái hình thức thứ hai sẽ được thực hiện, đó chính là cái hình thức gọi là sử dụng một cái đại lý gọi là phân phối hộ hoặc là mua hộ, thu hộ, chi hộ. Ok. Ngày 17 tháng 11 năm 2019 thì cái thương vụ thoái ra 28 triệu cổ phiếu bằng thỏa thuận cho một cái tổ chức nào đó, chúng tôi không biết
là một tổ chức gọi là có thể là một cái đầu mối trung gian để mua lại cái khối lượng cổ phần này. Thì như anh chị và các bạn đã biết là trong cái tâm lý hành vi đầu tư của các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là một số các nhà đầu tư bán chuyên nghiệp thì có hai cái mà sẽ kích thích cái lòng tham. Một là giá rất rẻ, hai nữa là kích thích lòng tham vào bằng cái câu chuyện tức là tham khi thấy cổ phiếu tăng giá mạnh. Thì với cái câu chuyện mà kích thích cổ phiếu giá rẻ thì có một cái cách mà các cái tổ chức hiện nay đang làm, đó là kéo cổ phiếu lên thật là cao, sau đó thì hạ giá, tức là bán hạ giá. Thì khi bán hạ giá như vậy thì nhiều nhà đầu tư nhìn thấy cái đỉnh giá cao, sau đó hạ giá xuống thấp và liên tục giảm sâu thì sẽ ham rẻ mà mua vào. Thì đó là cách phân phối thứ nhất mà các cái đơn vị doanh nghiệp mới niêm yết lên sàn họ hay làm. Cái thứ hai nữa đó là cái cách gọi là kéo giá, liên tục tăng giá trong thời gian ngắn hạn, và với cái khối lượng giao dịch lớn thì cũng sẽ hút được cái dòng tiền của các cái nhà đầu tư bán chuyên vào các cái thương vụ. Thì hiện nay thì theo chúng tôi nhìn và quan sát thấy cái khối lượng giao dịch tại công thương giao dịch với cái khối lượng bất thường thì chắc có lẽ là chúng ta thấy được cái câu chuyện là đang có cái câu chuyện gọi là giao dịch mạnh ở cái cổ phiếu này để hút cái dòng tiền vào để phân phối hộ. Chúng tôi đây là trong những cái, ở góc độ dự báo về cái phương pháp giao dịch trên thị trường. Cái điển hình của cái thương vụ này thì nó nằm ở cái trường hợp mà trước đây thì cổ phiếu Faros đã làm trong những năm trước đó, thì đã kéo cổ phiếu lên rất cao từ vùng giá 13 mà lên tới vùng giá 213.000 để hút cái lượng nhà đầu tư tham khi thấy cổ phiếu liên tục tăng và mua vào. Công thương hay là Faros gần đây cũng vậy. Gần đây thì Faros ở vùng giá 25. Lúc ở vùng giá 25 thì khối lượng giao dịch như gọi là liên tục giao dịch trong ngày với khối lượng lên tới cả 20 mấy 30 triệu cổ phiếu. Thì đương nhiên các nhà đầu tư tổ chức cũng như là một số nhà đầu tư bán chuyên thấy được rằng là khối lượng giao dịch như những hòn tuyết lăn khổng lồ thì có khuynh hướng là thấy là có thể giao dịch lướt sóng hoặc là mua bán ngắn hạn được vì thanh khoản lớn. Nhưng ít người biết được rằng là ai là người mua bán những cái khối lượng lớn như vậy. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp như Faros thì rất có thể là người nội bộ đã sử dụng một số các cái giải pháp tức là sang tay để đẩy cái thanh khoản tăng cao. Và trong tất cả những cái mô típ giao dịch khi phân phối hộ đều sử dụng các cái biện pháp chủ yếu là kéo mạnh giá cổ phiếu để đẩy giá cổ phiếu lên và hút cái dòng tiền vào. Có như vậy thì mới vừa thực hành được cái câu chuyện là phân phối hộ, vừa lại bán cao hơn cái giá cần phân phối, thì cái đơn vị phân phối hộ sẽ có hai nguồn thu. Một là nguồn thu từ phí phân phối hộ, hai nữa đó là chênh lệch giá khi phân phối hộ. Thì cái câu chuyện này thì chúng tôi không có cơ sở dữ liệu chính xác để biết được rằng đơn vị tổ chức nào đang làm cái câu chuyện này. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng là trong một khoảng thời gian rất ngắn như hiện nay, với cái tốc độ tăng giá như của công thương từ giá 20 mà lên tới vùng giá gần 28 trong khoảng thời gian là 2 tháng trở lại đây, thì đây là một trong những cổ phiếu tăng cực mạnh, siêu mạnh, và khối lượng thanh khoản giao dịch thì cũng không hề thấp một chút nào. Trong cái tháng trước thì khối lượng giao dịch của công thương nó đã vọt lên cái mức, tức là trong cái tháng 10, trong cái tháng 1 vừa qua thì khối lượng giao dịch của công thương đã lên tới 118 triệu cổ phiếu trong cả tháng. Và tháng này thì đang mới chỉ là đầu tháng, nhưng mà mới chỉ đầu tháng thôi, nhưng mà đã có 44 triệu cổ phiếu công thương được giao dịch. Và với dự báo với tốc độ giao dịch hiện nay thì nhiều khả năng công thương sẽ giao dịch trong tháng 2 này không dưới 120 triệu cổ phiếu, thưa anh chị và các bạn. Vì vậy thì khi đầu tư thì chúng tôi sẽ không biết là giá cổ phiếu này sẽ tăng như thế nào, nhưng chúng tôi biết chắc được rằng là cái mức tăng của công thương kể từ cuối tháng 12 tới nay đã là tương đương với gần 40%. 20 mà bây giờ 27 thì thưa với anh chị và các bạn là chúng ta đã có thể lấy 7 chia cho 20 thì nó nằm ở đâu đó, anh chị lấy con số chia dùm tôi đi ạ. 7 chia cho 20 đấy thì nó nằm ở đâu đó khoảng 35%, xin lỗi anh chị và các bạn, khoảng 35%. Và mức tăng tiếp theo như thế nào thì chúng tôi không thể biết được, bởi vì chúng tôi khó có thể dự báo được chính xác cái việc gọi là trong cái guồng quay tăng giá này thì nó như thế nào. Nhưng chúng tôi có thể biết được những cái tỷ lệ thống kê để anh chị và các bạn xem tham khảo, với mục đích là nhận biết được các cái hành vi, những cái tâm lý trong giao dịch khi mà các cái cổ phiếu liên tục tăng giá hoặc là liên tục giảm giá. Liên tục giảm giá thì lòng tham về cái một cái doanh nghiệp, một cái cổ phiếu rẻ
so với cái giai đoạn trước đó thì sẽ mua vào, người ta gọi là bắt đáy, mua giá rẻ. Cái lòng tham thứ hai là liên tục cổ phiếu tăng giá thì sẽ tham, bởi vì nếu như không có mặt mình ở trong cái cổ phiếu này thì e rằng là chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Và không phải lúc này thì khi nào, không phải mình thì là ai đây, nên là cái khuynh hướng sẽ muốn lao vào mua bất chấp cái việc phân tích cổ phiếu trong ngắn hạn, cái giá đã tăng nhiều như thế nào, cũng như là cái sự tương quan của giá đối với hoạt động doanh nghiệp. Chúng tôi có đầy đủ các cơ sở dữ liệu phân tích về hoạt động doanh nghiệp để đánh giá sơ bộ về doanh nghiệp công thương cho anh chị và các bạn có thể xem xét, là nhận định và nhìn nhận. Thực ra mà nói thì với PCE của công thương hiện nay trong cái ngày hôm nay thì không hề cao, khá là thấp, với cái mức 10.45 được coi là khá thấp. ROE của công thương là 13.07% trên vốn chủ sở hữu. Thu nhập lãi thuần thì khá là tốt. Trong năm 2019 thì thu nhập lãi thuần của công thương cũng tăng đáng kể so với năm 2018, với cái mức tăng là thu nhập lãi thuần từ 22.5 ngàn tỷ đồng lên cái mức là 33 ngàn tỷ thu nhập lãi thuần, khá là cao anh chị và bạn. Chúng tôi xem lại cái số liệu, bởi vì sợ sai nên là sẽ xem lại cho anh chị và các bạn xem cái số liệu chính xác. Anh chị các bạn, lợi nhuận dòng chỉ có khoảng từ trong cái trang này thì lại không có, chờ một chút xíu. Anh chị chờ một chút. Số liệu của Vietstock thì đầy đủ hơn so với lại bên KFF. Vâng, năm 2019 thì lãi thuần của công thương, lợi nhuận sau thuế của cổ đông ngân hàng công ty mẹ là 9.000 tỷ thưa anh chị các bạn. So với năm 2018 thì tăng khá là cao, và theo quý thì quý đầu năm thì chưa có, nhưng mà chúng ta thấy được một điều rằng là so với năm 2018 thì cũng tăng trưởng rất là tốt, doanh thu tăng cao, thu nhập lãi thuần. Ở đây là nó ở trong ngân hàng thì nó hơi khó, hơi khác một chút xíu liên quan đến câu chuyện đó là cái phần doanh thu và cái thu nhập lãi thuần. Thì từ 22 lên 33, ok, rất là lớn. Đấy, nhìn nhận như vậy thì chúng ta thấy được là cái việc mà tăng giá của công thương hiện nay thì nó đến từ cả hai yếu tố. Cả yếu tố về cơ bản của cái doanh nghiệp này trong cái thời gian vừa qua thì khá là tốt và tích cực, nhưng mà không tăng giá. Nên là đến tận năm 2020, khi các cái kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2019 nó hiển thị rõ nét, thì giá của cổ phiếu này mới bắt đầu rục rịch tăng. Và với cái mức tăng như chúng tôi vừa nói thì là khá là tốt và tích cực. Như vậy là có thể thì doanh nghiệp này sẽ vẫn còn tiềm năng trong năm 2020. Tuy vậy thì trong ngắn hạn thì chúng tôi đang nhìn thấy cái câu chuyện mà chúng tôi vừa nói. Nếu như cái việc này nó đúng thì rất có thể là cái thanh khoản của cổ phiếu này trong tháng 2 này sẽ khá lớn, và giá cổ phiếu này sẽ tăng tốt trong ít ngày tới. Tất nhiên chúng ta phải nhìn thấy một số cái gọi là cái khu vực, gọi là vùng giá ngưỡng cản trung bình của công thương hiện nay tính theo tuần thì là 28, đang là ngưỡng cản trung bình của công thương trong vòng 2 năm trở lại đây. Vì vậy chúng ta cũng cần phải đánh giá xem xét kỹ lưỡng cái cổ phiếu này tại cái vùng giá này để có thể đưa ra những cái giao dịch cho phù hợp, và cũng hiểu thêm được một phần về cái tâm lý trong cái giao dịch đầu tư chứng khoán mà chúng ta thường hay gặp phải. Khi thấy cổ phiếu tăng nhanh thì chúng ta có khuynh hướng muốn lao vào mua ngay để có thể kiếm được cái lợi nhuận ngắn hạn. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của chúng tôi trong vòng 15 phút vừa qua thì đem lại một phần cái hữu ích cho anh chị và các bạn về thông tin, cũng như nắm những cái biện pháp, cái cách thức giao dịch cũng như là phân phối trên thị trường chứng khoán. Hy vọng anh chị và các bạn yêu thích video này, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là để lại những cái cảm nhận của mình cho chúng tôi, để biết có thể đưa ra cho anh chị và các bạn thêm nhiều những video về thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn.